Đây là một bộ phim thảm họa sử thi về Ai Cập cổ đại. Trước đây, các pharaoh Ai Cập đã nô lệ hóa người Do Thái qua các thời đại trong hơn 400 năm qua. Và các vị thần Do Thái đã bị xúc phạm bởi quy tắc tàn bạo của người Ai Cập để trừng phạt pharaoh Ai Cập và trả thù cho 400.000 người Do Thái. Các vị thần Do Thái đã quyết định gửi 10 căn bệnh dịch đến để trừng phạt Ai Cập. Chẳng bao lâu, tai họa đầu tiên lặng lẽ ập đến từ sông Nin. Bất ngờ, những ngư dân còn đang làm việc bị cá sấu khổng lồ tấn công. Vô số quái thú trồi lên khỏi mặt nước và tàn sát mọi người. Mỗi người bị lôi xuống nước trở thành bữa ăn cho lũ cá sấu. Trong tích tắc, không ngư dân nào làm việc trên dòng sông còn tồn tại. Từ đó về sau, không ai dám đặt chân lên sông Nin nữa. Tuy nhiên, đây chỉ là khởi đầu của 10 tai họa thảm họa. Thứ hai là tất cả các loài cá sống ở vùng biển Ai Cập. Vào buổi sáng, xác cá nổi trên mặt sông bao phủ toàn bộ dòng sông máu Scarlet và đã làm ô nhiễm tất cả tài nguyên nước của Ai Cập. Không chỉ các sinh vật sống trong nước bị diệt vong, nước chảy vào đồng ruộng cũng phá hủy lương thực mà người dân đã làm việc rất chăm chỉ. Đây là một đòn rất đau đối với giai cấp vô sản. Vì lý do này, các pharaoh đã làm nghi lễ để yêu cầu các vị thần làm sạch nước cho họ. Nhưng họ vẫn chưa nhận được câu trả lời từ nữ thần. Tai họa thứ ba còn ập đến khủng khiếp hơn. Ếch nhái từ dưới đáy nước bò lên mặt nước với số lượng lớn. Vì nơi ở của chúng bị ô nhiễm, buộc chúng phải nhảy vào bờ và cuốn vào những con đường để sinh tồn. Bên trong cung điện, nữ hoàng đang ngủ ngon, đột nhiên bị đánh thức bởi những con ếch. Vô số những con ếch đã chiếm lấy toàn bộ căn phòng. Những con ếch bị thiếu nước đã chết ở mọi ngóc ngách nơi con người sinh sống. Từ đó dẫn đến thảm họa thứ tư còn ghê tởm hơn, đó là xác chết thối rữa của những con ếch đã tạo ra nơi trú ẩn nhộng ruồi. Ruồi bắt đầu tràn vào nơi ở của con người, thịt đã khan hiếm lại bị bọn chúng tranh mất, thậm chí bọn chúng còn cũng tấn công cả con người. Một đám ruồi đen bao phủ hầu hết không gian của con người, thậm chí không khí tràn ngập mùi hôi thối kinh tởm và khó thở. Pharaoh đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp trong đại lễ đường. Họ sống sót sau làn sóng thiên tai này, ruồi sẽ chết một cách tự nhiên như những con ếch, nhưng trước khi thảm họa thứ tư tan biến hoàn toàn, thì thảm họa thứ năm bắt đầu lây lan nhanh chóng từ loài người, một bệnh dịch bất ngờ giết chết và làm bị thương người dân Ai Cập chỉ trong một đêm. Không chỉ virus lây lan nhanh chóng mà nó cũng làm mưng mủ da thịt của mọi người, kể cả những người thuộc hoàng gia và quý tộc cũng không tránh khỏi. Con ngựa trắng yêu thích của pharaoh cũng dính chưởng. Con ngựa trắng có thông điệp rằng thảm họa sẽ không kết thúc mà sẽ trở nên tồi tệ hơn. Và nếu 400.000 người Do Thái được thả về nhà sẽ hóa giải mọi tai họa, ai cũng nghĩ đó là ý trời, nhưng pharaoh Ai Cập không tin vào bất cứ điều gì. Ông ta nghĩ nếu trên đời này có thần thì mình sẽ là chúa. Ông ta không những không thả tất cả những người Do Thái mà còn tăng gấp đôi khối lượng công việc của họ. Đột ngột một con bò khỏe mạnh chết vì kiệt sức lực và người dân khó thở do hậu quả của nhiễm bệnh triền miên. Những con vật yêu quý của pharaoh Ai Cập cũng không được tha. Pharaoh đau buồn và một lần nữa triệu tập các thầy phù thủy để giải thích về thảm họa. Nhưng những tai họa bất ngờ này vượt xa tầm hiểu biết của thầy phù thủy. Họ vẫn giải thích giống với lời giải thích vào lần trước rằng thảm họa sẽ là một dấu chấm hết. Pharaoh đã chịu đựng lời giải thích này trong một thời gian dài. Sau đó ông ta đưa thầy phù thủy đến quảng trường và thực hiện một cuộc hành quyết tàn bạo. Sau đó pharaoh kêu gọi linh mục một lần nữa để tìm giải pháp cho thảm họa. Nhưng linh mục đã cầu nguyện với 6 vị thần nhiều lần nhưng không có câu trả lời. Pharaoh không còn chịu đựng được những lời dối trá mê tín này nữa, ông đã nổi giận đưa vị linh mục ra trước mặt một đám đông và hành quyết cô ngay lập tức. Khi màn đêm buông xuống, bầu trời tối đen đột nhiên đầy sấm sét và một cơn mưa bão dữ dội bắt đầu rơi xuống. Thêm một cơn mưa đá kỳ lạ xen lẫn phá hủy những bức tượng khổng lồ, đó là cơn mưa đá hiếm gặp vào một ngày tháng 6. Đây là thảm họa thứ 7 do thần linh Do Thái giáng xuống Ai Cập. Trận mưa đá đã phá hủy tất cả nhà cửa và mùa màng và dập tắt những tia hy vọng của con người. Pharaoh nhìn lên bầu trời và thấy cơn bão kỳ lạ đang ập đến. Ông tự trách mình đã khiến Ai Cập sụp đổ. Trái tim ông giờ đây mới chỉ có một chút dao động khi ông muốn đầu hàng các vị thần của người Do Thái. Phía bên kia, một người Do Thái nguyền rủa bầu trời. Không ai khác, đó chính là nhân vật chính của bộ phim. Anh ta tên là Moses. Anh ta tức giận vì sự giúp đỡ của các vị thần ban thảm họa đến cũng đã làm chết những người Do Thái vô tội. Và anh ta không biết các vị thần đang trừng phạt ai bằng cách gửi những thảm họa như thế này đến cho loài người. Anh ta chỉ hy vọng rằng kể từ giờ phút này mọi tai họa sẽ được dập tắt. Đột nhiên một vị thần Do Thái đứng sau lưng anh ta trong hình dạng một đứa trẻ. Điều đó cũng cho thấy rằng tai họa thứ 8 sẽ đến. Vào sáng hôm sau, châu chấu bay đầy trời. Tất cả người dân phải bỏ lương thực và chạy trốn khỏi cánh đồng của họ trong hoảng loạn. Trong nháy mắt, lũ châu chấu đã gặm sạch mọi mùa màng. Từ nơi hoang dã, bầy châu chấu di chuyển và tràn đến các cung điện xa hoa của Ai Cập. Ngay cả những cung điện linh thiêng cũng không tránh khỏi bầy châu chấu. Hơn 10 triệu km vuông mùa màng đã bị phá hủy và bây giờ người dân Ai Cập đang ăn rau dại và vỏ cây. Ông quản lý khuyên pharaoh cung cấp một số lương thực cho người dân để họ vượt qua thiên tai này. Và sau khi thiên tai qua đi thì thuế sẽ được tăng lên để bổ sung thay vào đó. Nhưng vị pharaoh ích kỷ và kiên quyết từ chối, và sau một thời gian, những người dân thường đói khát, bọn họ xông vào kho bạc để cướp ngũ cốc. Trong khi lấy lương thực, họ không may đã đốt cháy toàn bộ kho thóc, tất cả ngũ cốc trong kho đã bị phá hủy, những người khác tìm cách trốn thoát khỏi cổng với ngũ cốc trên tay không được tha. Pharaoh đã cử một đội cung thủ bao vây tất cả.
những thường dân lấy thức ăn đều bị trừng phạt bằng mạng sống của họ. Ngay lập tức cung điện tràn ngập tiếng khóc, nhưng tất cả những điều này đã được các vị thần Do Thái nhìn thấy. Sau đó thảm họa thứ 9 giáng xuống, một trận sấm sét lớn ngay lập tức quét sạch binh lính của Pharaoh. Một lần nữa thần Do Thái lại đến trần gian bằng hình thù của một cậu bé. Thần Do Thái đã cử một người đàn ông Do Thái tên là Moses, bảo ông hãy đi thương lượng với Pharaoh để giải thoát 400.000 người Do Thái và dẫn họ ra khỏi Ai Cập để trở về tổ quốc của họ, nếu không thảm họa thứ 10 sẽ nghiêm trọng hơn cả 9 thảm họa kia cộng lại. Vào ngày hôm sau, Moses đến gặp Pharaoh và nói với ông về những yêu cầu và hậu quả của cuộc đàm phán. Nếu các cuộc đàm phán được chấp nhận trước khi mặt trời lặn thì sẽ có hy vọng cho số phận tương lai của Ai Cập. Nhưng vua Pharaoh cứng đầu vẫn không chấp nhận mọi lời đe dọa. Và thế là tai họa thứ 10 lặng lẽ ập đến trong đêm khuya, sau khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Màn đêm đi đến đâu là những trẻ em người Ai Cập đều bị thần linh tiễn xuống suối vàng. Người con trai duy nhất của Pharaoh cũng không thể tránh khỏi điều này. Vì nhận quá nhiều sự trừng phạt của Chúa, sáng hôm sau hắn đến tìm Moses để nói về thỏa thuận. Hóa ra Moses và hắn ta là hai anh em. Trở lại quá khứ 10 năm về trước, hắn ta là thái tử mang tên Ramses. Hắn ta là con ruột của vua Ai Cập thời bấy giờ, còn Moses chỉ là con nuôi. Từ lúc còn chưa lên ngôi, Ramses đã chứa chấp một mối hận ghen tuông với Moses chỉ vì một lời bói tiên tri. Tất cả đều là do cuộc chiến Ai Cập tiến hành chống lại vương quốc Hittite, dẫn đến sự tan vỡ mối quan hệ giữa họ. Moses và Ramses được cử đi đánh trận. Đó là trận chiến Kadesh, đã đi vào lịch sử Ai Cập cổ đại, một trong những trận chiến mạnh mẽ nhất. Lúc đấy hoàng tử Ramses ích kỷ tranh giành quyền chỉ đạo đội quân, chính là vị vua tàn nhẫn bây giờ. Anh áo đá chỉ đạo không có chiến lược gì, cứ thế xông vào xào huyệt của địch để tranh giành các căn cứ và pháo đài chính của Hittite ở Syria. Tuy quân đội có chỉ đạo như quần què, nhưng may mắn phía binh lính của Ai Cập được trang bị đầy đủ và tối tân nhất, nên vẫn có lợi thế về mọi mặt. Các cung thủ phía sau Ramses ta đã phát động đợt tấn công đầu tiên vào kỵ binh đang tiến lên của kẻ thù. Trước khi hai đội quân giao chiến với nhau, đội tiên phong của Hittite đã mất hơn một nửa quân số. Đợt tấn công thứ hai vào kẻ thù, tất cả bộ binh bên Hittite phải cầm khiên của họ và xếp thành hàng người để phòng thủ. Nhưng điều này không thể cản được những chiếc xe ngựa đang tăng tốc. Gần như tất cả chúng đều chết dưới bánh xe chỉ trong vài giây, quân đội Hittite đã hỗn loạn và đã mất tuyến phòng thủ đầu tiên. Tiếp theo là các hiệp sĩ Ai Cập ở phía sau bắt đầu tấn công theo lệnh chỉ đạo của tướng Moses. Các hiệp sĩ xông thẳng vào doanh trại của kẻ thù, tấn công từ phía trước và phía sau. Giờ đây hầu như quân của Hittite đã bị quân của Ai Cập bao vây. Nhưng kẻ thù đã sớm nhắm mục tiêu vào người cầm đầu, chính là Ramses. Một mũi tên từ kẻ thù đã giết chết người điều khiển con ngựa của Ramses. Thêm vào đó, một chiếc xe ngựa khác lao về phía anh ta từ phía trước. Ramses bị hất văng, anh ta nằm ngã ngửa trên mặt đất. Trong khi cố gắng tiêu diệt kẻ thù, Moses nhận thấy anh trai mình đang gặp nguy hiểm vì bị mất cỗ xe. Cố gắng đứng dậy cầm lấy vũ khí để chiến đấu, thì một cỗ xe vũ trang hạng nặng khác đã lao đến phía Ramses với mục đích kết liễu anh ta. Đúng lúc đó, Moses đã cứu anh ta bằng cách chọc gậy bánh xe của kẻ thù. Tuy nhiên, Moses không hề hay biết rằng chính hành động này đã gieo mầm hận thù của Ramses dành cho anh ta. Hóa ra trước khi lên đường tham chiến, Ai Cập có một nghi lễ truyền thống đã được truyền tay trong nhiều thế kỷ, một con ngỗng phải bị giết trước khi chiến tranh bắt đầu. Sau đó gan của ngỗng đã được hiến tế cho thần thánh để dự đoán số phận của toàn binh lính. Nhưng kết quả là một sự thất vọng lớn đối với tất cả những người có mặt ở đó. Thay vì một điểm xấu, pháp sư đã tiên tri một lời tiên tri khác quan trọng hơn, rằng thái tử Ramses sẽ được cứu sống bởi một người khác trong cuộc chiến. Và người đàn ông cứu thái tử Ramses sẽ là người cai trị tiếp theo của Ai Cập. Mọi người đều nghĩ đây là một lời tiên tri đến từ Sopi. Nhưng thái tử Ramses đã giữ lời tiên tri của các linh mục chôn sâu trong tim mình, vì anh ta muốn lên ngôi và thay thế cha mình. Nhưng rốt cuộc thì lời tiên tri đã trở thành sự thật, và lúc trận chiến đang căng thẳng, anh ấy không muốn chiến đấu nữa, mà chuyển sự chú ý sang người đã cứu mình. Sau đó anh ấy lấy ngọn giáo của mình và chuẩn bị phi nó vào Moses. Nhưng Moses vẫn miệt mài chiến đấu và đã thấy hành động của anh ta. Nhưng Ramses không phản ứng, thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Trong cơn hoảng loạn, những người lính khác bất ngờ kéo Ramses lên cỗ xe. Trận chiến cuối cùng đã kết thúc, tất cả những người lính bắt đầu rút lui khỏi doanh trại của kẻ địch. Trận chiến đã thành công rực rỡ. Những người dân chờ đợi dọc đường và chào đón những người lính bằng tiếng reo hò lớn. Trở lại cung điện, Pharaoh gặp Moses để nói chuyện riêng. Con trai ông Ramses đã không nói một lời nào kể từ khi chiến tranh kết thúc. Ông ép Moses tìm hiểu xem liệu anh có giấu giếm ông điều gì trong suốt thời gian qua hay không. Moses nói với Pharaoh rằng lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Tuy nhiên Pharaoh rất bình tĩnh. Thậm chí ông còn nghĩ rằng Moses sẽ là người cai trị tốt hơn Ramses. Nhưng sau cùng thì Moses không phải là dòng máu của ông, nên Moses sẽ không thể thừa kế ngai vàng. Chính vì điều đó, Ramses đã bị chỉ trích bởi cha vì thành tích kém trong trận chiến. Cộng với lời tiên tri đã ám ảnh anh ta, chính vì đó anh ta đã gieo mầm hận thù đối với người anh trai tốt của mình là Moses. Trở lại hiện tại, để ngăn chặn thảm họa tàn khốc mà thần của người Do Thái giáng xuống,
Pharaon Ai Cập không thể chịu đựng được nữa, hắn quyết định nhượng bộ các vị thần Do Thái. Ông hứa sẽ trả tự do cho những người Do Thái đã bị bắt làm nô lệ trong 400 năm qua và cho phép họ trở về nhà dưới sự dẫn dắt của Moses. 400.000 người Do Thái đã lên đường để trở về quê hương của mình. Họ đã chờ đợi ngày này hơn 400 năm nay. Nhưng ngay sau khi họ rời khỏi Ai Cập, Pharaon đã bội ước và tập hợp binh lính chuẩn bị tàn sát 400.000 nô lệ đó. Những người Do Thám chạy đến báo với Moses rằng Pharaon đang đuổi theo với hàng trăm ngàn quân phía sau. Để chạy trốn khỏi những kẻ truy đuổi họ, họ đã đi theo con đường núi mà họ đã đi bộ trong suốt 3 ngày 3 đêm. Họ đến một bãi biển và không có lối đi nữa. Với tình thế tuyệt vọng, mọi người chọn cách chờ đợi cái chết đến tại nơi đây. Moses cũng tuyệt vọng vứt binh khí của mình xuống biển. Buổi tối anh thấy một vệt sao băng rơi xuống. Và vào ngày hôm sau họ thức dậy với một hiện tượng thiên nhiên kỳ thú. Cảnh tượng trước mặt họ làm lóa mắt 400.000 người là hải âu bay khắp nơi. Và đại dương rút xuống một cách thần kỳ để đất liền dần nhô lên khỏi mặt nước. Moses tin chắc rằng đây là con đường trở về quê hương của họ do Chúa của người Do Thái mở ra. Vì vậy anh bảo mọi người theo ông băng qua bờ biển. Dưới sự lãnh đạo của Moses, 400.000 người Do Thái lên đường từng người một về biển Đông tiêu diệt giàn khoan hải dương 981 của Trung Quốc. Băng qua biển để trở về quê hương. Pharaon cũng đã đánh hơi thấy dấu vết của bọn họ và lúc đó với một đội quân hàng trăm nghìn người cũng hướng về biển. Một nửa đội quân Ai Cập đã bất hạnh vì bị ngã quỵ khi băng qua một con đường núi hẹp trước khi họ có thể đuổi kịp. Phải chăng đó cũng chính là sự trừng phạt của những vị thần Do Thái, những người Do Thái đã vượt qua eo biển. Nhưng ngay sau đó họ phát hiện ra rằng quân đoàn của Pharaon cũng đã đuổi theo họ. Moses ngay lập tức bảo những người dân vô tội tăng tốc độ để băng qua biển. Sau đó anh ra lệnh những người trẻ tuổi và một số kỵ binh ở lại để cầm chân quân đoàn của Pharaon. Giờ đây hàng trăm ngàn quân Ai Cập đang đuổi theo điên cuồng về phía biển. Bên phía Moses tuy ít người nhưng cũng không run sợ. Nhưng sau khi có một cuộc hỗn chiến xảy ra, lại một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời đầy mây đen. Đột nhiên tia chớp lóe lên từ xa và một cơn bão quét qua bầu trời với tốc độ 1.000 m trên giây. Gió giật cấp 30 biển động mạnh. Với sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên này, quân đội Ai Cập cũng không dừng cuộc tấn công lại. Và điều tồi tệ nhất đã sắp diễn ra. Sau khi tất cả những người Do Thái đã đến phía bên kia của eo biển, một con sóng cao hàng trăm mét nhẹ tựa lông chồn quét về phía đội quân đội của Pharaon mà vẫn đang truy đuổi những người dân bị bắt làm nô lệ. Khi đối mặt với thảm họa tàn khốc này, một vị tướng phía sau nhà vua ta đã không tuân theo mệnh lệnh của Pharaon và ngay lập tức ra lệnh cho tất cả binh lính của mình quay trở lại để trú ẩn. Moses cũng ra lệnh cho tất cả các kỵ binh đi theo mình rút lui. Nhưng Pharaon vẫn điên cuồng cố gắng lao qua biển một cách tuyệt vọng. Giờ đây Moses và Ramses là hai người duy nhất còn lại trên chiến trường. Hai anh em cũ đã quyết định chiến đấu đến chết. Vào thời điểm này Ramses rút kiếm ra chưa kịp tấn công về Moses thì hắn ta đã bị nuốt trọn bởi những làn sóng xinh đẹp. Quân đoàn Ai Cập đang rút lui cũng gần như bị bao phủ bởi làn sóng xinh xắn. Ngay lập tức hàng trăm nghìn quân bị trận hồng thủy nuốt chửng và không ai thoát khỏi thảm họa do các vị thần Do Thái ban xuống cho người Ai Cập. Pharaon và Moses cũng bị biển nuốt chửng. Tuy nhiên trước khi những con sóng ập xuống, tất cả những người dân nô lệ may mắn đã lên bờ trên cao và thoát khỏi cái chết. Xác của vô số binh lính Ai Cập nổi trên mặt nước sau thảm họa, nhưng người Do Thái là những người duy nhất sống sót. Moses dưới ánh hào quang của vị thần che chở và vẫn còn sống sót. Pharaon cũng được vị thần tha mạng sau thảm họa thứ 10. Nhưng để ông ta chứng kiến nỗi khổ đến tận cam lai là người dân của mình bị chết do sự ngu xuẩn của mình. Nhìn thấy đàn kền kền ăn thịt đồng bào, lúc này lòng ông ta ngập tràn cảm giác tội. Nhưng đã quá muộn rồi bé ơi. Cuối cùng Moses đã đưa những người dân nô lệ trở về quê hương của họ. Và anh đã trở thành một huyền thoại đáng kính trong lòng người dân Do Thái. Cảnh quay này cũng đã kết thúc bộ phim hôm nay mất rồi. Thấy hay nhớ cho mình một like và một đăng ký để ra những bộ phim hay tiếp nhé. Hẹn gặp lại cả nhà yêu quý.